Đây nhá mọi người nhá, đây là cái thành quả của anh em mình, tạm thời là gọi là thành quả thôi chứ chưa hết. Ui giời. Sướng chưa? Con này to này, con này to này, con này to nhất này. Con nào cũng thấy to. Con nào cũng ngon. Đấy mọi người. Nhìn chưa? Ở dưới đấy là cũng còn khá là nhiều nhưng mà anh em mình chưa bắt được mọi người nhé. Thì chắc là anh em mình phải dừng lại để mai bắt tiếp thôi chứ bây giờ là cũng rất là mệt rồi. Ui. Cái rô phi này mà lấu chua thì đúng là ngon thì thơ rồi. Rô phi cũng rất là to. Mà cá chê cũng rất là ác chiến. Đấy. Ngon rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Anh chào cả mọi người nhá. Không bơm được nữa mà bây giờ sẽ phải chơi cái ngật nó ra cái túi ấy. Căn bản cái đầu kia nó cao quá người này. Mới lại cái ống bơm của mình nó không đến thì bắt buộc là phải chơi cái bài này. Đấy. Đấy. Quỳnh nhá. Cái tráng mày ra đây mày cầm cái đầu đi. Đó, bây giờ là dìm nó kéo hai thằng kéo căng đừng. Lấy tay kéo thôi không phải lấy chân dậm đi. Vừa đâu nick hẳn bùn à. Đi nào. Lùa dần nhá. Thôi đứng sát rìa này để em ở bên này em lùa. Nó căng mà. Đấy. Này. Đâu còn lăn bên này. Ngắn rồi. Ngắn rồi thì cứ đi rồi. Nuôi ra ngoài một tí được mấy cái gì. Cá nó có vào trong hết đâu. Ở rìa vào cho nó sâu xuống. Khả năng phải một người ở giữa anh ạ. Ở giữa để đấy. Cho luôn ông sư phụ vào lưới cho nó lặng. Đấy, dìm cái giữa lại. Úi đấy. Úi giời, úi giời. Úi giời. Vào rồi, vào rồi. Hả? Vào rồi. Úi giời. Úi, vào chưa. Đấy, vào rồi. Ra ngoài rồi. Ra ngoài á? Đây, ở trong này có con này. Vào rồi. Úi giời, từ từ. Úi giời. Đây, qua mẹ ơi còn đâu. Ngay đây này. Nó lao luôn. Đây. Nó xiên mẹ qua. Ui nó ở bùn. Đi. Nó. Đi bên trong đại đi trước. Ui. Hả? Mở vào lỗ chân. Nó ở bùn. Nó dưới bùn. Này. À, đấy. Hả? Ui giời, dùng. Ui à, kìa. Ra đấy à? Đấy. Ui giời. Có con nào vào đây chưa? Ui giời, hình như có rồi. Ấy. Ôi trời, người ta bên dưới sao nhỉ? Sao? Hả? Nhớ cái sao? Chạy bà bên dưới sao ấy? Ui thằng Tuyền tan lưng bùn đấy. À, vào chưa? Hình như vào rồi. Đi ở mẹ chả thấy con đéo. Ồ, có khi nó lọt xuống bên dưới. Đâu? Đi à? Mẹ thấy con đéo. Đây. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của Mới Thầy Trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của Mấy Thầy Trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của Mấy Thầy Trò mình nhé. Như hai con à? Đây rồi này, tao dẫn vào đây, từ từ. Ui trời, có khả năng kéo khi này. Ui trời. Trốn luôn rồi. Giữ nguyên đấy. Chưa đấy, cao lên. Đấy. Có vẻ cứ giữ nguyên đấy.
Thôi, thế thì... Nè. Hả? Tôi đi mò này cho nó sướng tay đây. Rồi, cho cao lên, không nó chạy bố mất. Ui dồi. Lên nơm. Có nơm kìa. Bùn nhiều, không phải kéo rồi. Này bùn nhiều quá. Đâu, lấy cây. Lấy cây để buộc vào. Ấy, ôi xa, nó chuyển. Ôi xa, ôi dồi. Mẹ nó. Ấy, nó chuyển đây à? Ui dồi, dặn mà. Cái gì đây? Ui, ui, ui. Đây, đây. Đây, đây. Tuyên, cho dương cao lên. Lấy lươn ở đây, ui cái gì? Ui kìa, ui kìa. Ui nó lột đâu. Đấy. Ui rồi, nó đâm. Thằng Quỳnh với thằng Cô Chu gọn nó vào. Nó đâm mình. Đây. Nó cắm này trước để lấy kia nữa. Chu gọn nó ui, ui. Tí nữa là có cá là cứ thả vào thôi. Đúng rồi. Đấy. Ui. Lọt tháng. Kìa. Ôi. Ôi cho chứ. Rồi. Ngon. Ui. Ui dưới này nhiều thôi rồi. Sang đấy, cái này lên đây. Ui, dẫm dẻo con cá rồi. Ui, nó phi này. Không bắt, làm cái đấy đi. Cầm việc cầm đi, còn bắt gì nữa, hai người, ba người bắt được. Nào, hai mày dạng dạng đây. Ôi. Ôi, chưa. Ôi, ôi. Mày chết. Được chưa? Đó, ui, nó ngửa nó đang dễ khỏe từ từ. Ui nó dậy, ui rồi. Dậy mà. Con này to lắm. Ui. Ui đù. Ui con này phải 3 4 5 cân. Đây. Nó cứ dễ cùng cục cục. Nó phải nằm in cơ. Đúng rồi. Mới đầu con gì nó mình mới cầm bằng nó chẳng dễ. Về sau thì mới. Ôi. Ui giời. Chạy à. Cho nó thò đầu lên. Đấy. Nó thò đầu. Ui giời mấy mình. Anh cầm cái em bắt cái này nào. Đó. Đang bồi. Bắt làm sao rồi. À, Tuyên nó dẫm được rồi. Để mình đi mình dẫm mà đấy. Ui giời. Ui đấy. Ui. Đây. Nó ra nó hết rồi. Éo mẹ. Đấy. Ý da. Ô kìa. Kìa. Lúc này tí bắt được bắt được một con thì chạy bố ba con. Ra đây, ra đây. Để ép con ngựa. Chúi đầu. Ui dạ con này. To đúng. To. Như vừa nãy mà nó bám. Nào, lui ra đây ngay. Ui. Đây này, nuôi ra đây. Đấy. Con này to lắm mọi người ạ. To. Ui. Nào nào, anh luôn. Lên lấy tư lưới đây. Rồi, nâng lên, nâng tư lưới lên. Thôi, thả đi, thả đi. Nào mọi người ơi. Thả. Ui, thả đi. To đúng luôn. Phê thật, con này to chứ. Ui nó dậy rồi kìa. Hả? Không dùng nơm hẳn á. Nào. Dây bùn. Ai. Này lơm này. Có một thằng đấu nhỉ. Ok. Ui nó sụp. Đấy là em sóng lại cái sóng lại cái này đấy nhỉ. Ôi, có phi hẳn. Thích đầy phá thù gối thôi. Tôi vừa muốn lửa. Nửa nó cầm nhau lên. À, có con rồi. Ôi, con luôn còn chạy nữa. Thôi, mở mở ấy cho. Ôi giời, trời ơi. Còn chạy à? À, ở ngoài. Ở ngoài. Ở ngoài đúng không? Rồi, rồi. Rồi, ơi, 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 ơi. Úi trời. Bắt được chưa? Thế là nó lại sổng rồi. Không, nó đây á. Nó chúi sông bùn. Ôi. Thôi. Toi. Còn đâm sang chỗ anh Trinh. Con này nó rút sông bùn. Đấy. Nói kìa.
Thấy chưa? Lại đây rồi. Đấy. Không có nôm không bắt được. Người ta phải nghiên cứu xem. Bắt cái này là đúng. Không còn nôm. Ui giời, ui giời. Đây rồi. Đây rồi. Ui giời ơi. Một chân mấy con. Đúng rồi, cứ để. Cứ để đấy. Cứ để, để ấn cái này xuống á. Đi rồi, đi rồi. Chả, nó nổ trong bùn như kiểu nước ấy. Nó ấy mà. Nó chân trị, nó bùn. Nó trơn, da nó trơn kìa. Da nó trơn. Mẹ nó phi kì kì kì. Kìa. Lần này nó nước cạn nó còn bọc bùn nữa. Nó ở đấy nhỉ. Nó dạng dạng ấy. Dạng rỗng ra. Ui giời đây. Ôi. Ui to à. Kìa. Nôm ní ồ. Ui giời ơi là. Kìa. Lừa làm sao được, nơm thì... Ra hả? Hả? Thế em nơm... Đây. Không nơm được, này nơm sao được. Bữa mày bảo mày nơm đi, bây giờ lại nơm sao được. À em bảo con này anh nơm sao được, để em nơm cho xem. Rồi, cầm cam. Rồi. Cầm cam. Em nơm cho con. Đấy, chỗ tay này. Ở đây thôi. Ê, ê à. Nào đâu rồi? Mình vừa biết sao nó ở đâu ra. Ôi trời ơi. Dạ, nó nói rồi. Con này nó nhanh lắm. Nó đang nổi mu không này. Ôi trời, nó đang nổi cục hết đấy kìa. Được chưa, được chưa. Cái đầu đang. Ôi trời. Ôi mẹ mẹ ăn ông tiên rồi. Con ngoi đầu lên ngay. Toàn con to mọi người ạ. Kì nhỉ. Cái con phải con cái nó kẹp cái này vào như hiểu không? Tí kẹp vào nè. Con kẹp vào sặc. Đây, xuống, nó xuống cái hồng này. Con giáp nó đéo đâu nhỉ? Hơi nhiều. Tuyên được con nào, à, sướng được con nào chứ? Gần được rồi. Mới xài được quả đuôi không? Đây. Kiểu gì cũng coi coi. Đúng rồi. Nhưng mà mất tí. Con lượn trong bùn nó khỏe thật, nó trơn, nó... Đấy, nhìn vào kìa, nhìn vào kìa. Thấy chưa, bắt được chưa? Cho luôn thấy vào. Nó ấn nó xuống bùn á. Chỗ này cũng đúng. Mặt gà mặt. Nền quặn. Wow! Ui, lên hết mặt luôn. Ôi, mở camera ra. Mà mặt anh Quỳnh này. Mở cả camera ra. Đây. Lại con nữa, Là người nó đầu nó xuống bùn rồi. Không cần phải ụp dưới con này. Cay nhỉ. Này, anh Quỳnh. Thôi. Cẩn thận nó cắn đấy. Lưới đấy nhỉ. Đây con rùa phi to. Chứ con rùa phi to lắm. Kiểu gì kiểu ở đây cũng có nhưng mà. Bây giờ ấy cái gì? Ơ sao đấy sướng? Nó này bảo ơi sướng ơi. Nó bảo là sướng ơi. Ui này, để anh nhìn ở đây. Thôi mày đưa đây anh nơm cho, từ lấy anh bắt được con rồi mày. Đưa đây. Nơm được mấy con. Đây. Đấy, nơm được mấy con.
tao cứ đi theo ông sư phụ kiểu gì nào cũng ông lẩn ra đây kìa, nó lại về kia rồi. Đấy. Mày chết. Đấy. Ôi. Ừ loại nào đây đằng sau ơi. Quay à, kìa, kìa. Nè. Đấy. Kìa. Đầu ơi. Kinh. Góc đầu đây, đây phải hai con gì góc đầu đấy. Đó đã, hai con gì góc đầu đấy. Cá. Phi à? Cá phi. Hớt 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 hớt. Từ cả long bia. Không, không hớt được đâu. Kìa, từ sướng ra bắt hớt con phi. Đâu, không, mình ra bên đấy nó lại lặng. Đây, bắt con sao rồi. Đấy, đấy. Ôi dồi ôi, nhiều. Qua háng rồi. Nhiều phi nha. Kinh trượt cái con háng. Cắm đầu quá. Phi này nó cắm đầu. Nhiều phi. Đấy. Ui, nó ngay rồi. Ui, đầu kia mới nhiều kìa. Ui, đây đồ phi to à. Đây đồ phi. Đồ to á. À đây, lưới đây. Hả? À, lưới, lưới mang, mang đi kéo. Đồ phi to lắm. Kìa tí. Kìa, ui giời. Ui giời ơi, ui giời ơi. Mẹ con đồ phi này. Tuyên đây, Tuyên. Cầm, cầm, cầm của anh ra. Ừ. Đi đâu? Thôi đồ phi to nhé. Ui xời. Cái này dán lên thì thôi. Kìa kìa kìa. Đồ phi, đồ phi. Đồ phi. Đây. Ôi giời ơi. Đó, cho hai cái tay vào cái giữ chặt cái ấy của nó đấy à. Ừ. Càn nha nhé. Ừ. Chết mày. Ui giời. Ui đây này mọi người. Kéo dẫy. Kéo dẫy. Ấy, kia kìa kìa. Kẹo đó, kẹo đó. Mày này, mày. Ui, đây chạy rồi, chạy rồi. Đây cũng to lắm. Hả? Ui, ôi, con này to à. Cái đầu nó một găng tay. Đem đây, đem đây. Và cái đầu nó như một găng tay. Bắt được chưa? Đây rồi, tao đang ấn đây rồi. Mang mang lưới đây. Này, sẵn sàng sẵn ra. Đâu, con này đầu như găng tay. Kinh nhỉ. Nào. Đây nhá. À. Ui, 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 ui. Vào chưa? Vào. Ê, bên cạnh còn con nữa. Ui, con này to thật đấy. Đây, trong đây còn một con mà. Đây. Khi con đấy chạy ra ấy. Không, trong đây vẫn còn. Ui, 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 ui. Để nó trườn quá đấy. Đây, đây. Đây. Mấy con đây con. Đừng đợi, đợi yên. Yên, yên. Đây thôi. Nè, 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 nè. Dạ nghe. Ôi giời, cổ. Đô phi to quá. Hả? Đô phi à? Ui à. Phi vào đâu. Ui lại đầu kia, lại đầu kia. Lại bên nó lại đầu bên đây. Ui ồ, ui ồ, ui ồ, đây. Ui ồ, ui ồ, ui ồ, ui ồ, ui ồ, ui ồ, con này to. Thôi to, mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu con? Mẹ nó đâm mình. À nó đâm luôn. À. Ui con này to. Ui. To. À. Ui. Mẹ anh sợ cái đầu sướng lắm. To mà. Ôi hai con sao ấy?
Tét. Hai con lên tung. Có. Ai u. Hất ra đây. Hất làm sao được, từ từ để anh sờ được cái đầu đó. Hai con luôn à? Hình như là hai đầu. Hai đầu. Ui à, kìa. Ui à. Chạy rồi. Đây này. Đấy. Tao đi ra đây, tao ấn vào để cứ đứng ở chỗ đằng cạnh. Chạy rồi. Mày nó sợ đâu? Mày nó sợ đâu quá. Chạy vô. Chưa. Quả này mày chạy đâu quá. Hết. Con này nó lao. Con này xem có mình ấy bẫy háng rồi nó kẹp. Mày chạy đâu? Đây rồi. Được rồi. Dô Phi mấy con giờ? Dô Phi to luôn. Ui ở kia, nhiều chưa? Ây da, nó luồn cái. Nó luồn. Đồ con Dô Phi đâu rồi? À bây giờ bên này nó luồn ở bên này hết rồi. Ờ rồi, mình cứ ở đây thì nó luồn không kia. Nhiều lắm. Wow, dô con. Ây da. Đây mọi người nhìn mình bắt cá. Ôi đấy. Rồ to thôi. Đấy. To nha. Ui giời. Quá chuẩn. Còn nữa. Ra ngoài đã. Ra đâu ra. Đấy. Ui giời. Rồ phi mọi người ạ. Rồ phi này mà đánh đau tay lắm. Ui. Đơn tay. Đây mọi người, nhìn mình bắt cá Rô Phi này. Đấy. Ui, nhớ rồi. Đấy. Cài. Ở đây Rô Phi to lắm. Ui. Ui. Ui da. Này. Hả? Ôi. Tuyên. Nhưng. Bắt được rồi. Nè này, anh em ơi. Tuyên bắt được. Tuyên à, Tuyên. Rồi, đấy. 2, 3 Đây, con to lưỡi nhá. À, đám lên rồi. 2, 3 Quăng sổ. Quăng này. Đây đó. À. Còn đấy cơ. Đây, con to mà. Ui xời. Nhiều đấy. Kinh. Giấy đồm đột rồi. Thôi anh Quỳnh ơi, anh về giữ lưỡi đi. Anh chưa bắt cái con nào. Anh ơi. Ông Quỳnh ơi. Anh cầm ấy để em lấy cái lưới. Cầm máy đi. Thì em lấy cái lưới anh em mình chụp lưới ấy. Rô Phi múc múc. Rô Phi thấy được. Xanh nhét có luôn. Có luôn. Đây con Phi đang nổi mồm ạ. Xanh nhét. Được chưa? Đây hai con, hai con. Đây bác hai con này ạ. Ui. Phi ra. Nắm phi nhỉ. Phi ra. Má. Rồi. Anh vành ra để em bắt em nhá. Ờ. Phi ba. Ui, ông Quỳnh đứng không được. Vào đây. Vào cái cứt. Nào. Rồi. Vào cái này. Đấy, phát đấy phải đổ người xuống. Con. Thành đét rồi. Rồi to lắm. Rồi. Ui, nhiều chưa? Đám này nó 5-6 con. Hớt. Bớt lên mở, bớt lên. Hớt, 5-6 con rồi. Ui ôi, mọi người này, nó nổi rồi. Đấy. Rồi, dính rồi. Ôi, thôi. Nó chuồn qua đi. Đây, một con. Chuồn nó thế nào. Đây. Nào, đón cá kia. Mở. Ôi. Con này là mấy con Phi? Ây da, di chuyển, đang phải nắm đá đi. Ui ạ. Ui, con Phi to à. Ui giời.
Đấy. Ui giời, bùn nó ngực lên ngang bụng. Đấy, một em. Đấy. Ra, ra nào. Nào. Mày cứ vảnh ra đây con nữa mà. Vảnh nhá, cứ vảnh nhá. Nhưng nhưng mình tí phải. Đứng đây. Nó lạo dầm dầm chứ ạ. Hai. Ô, ô, ô. Rồi to, rồi to. Còn một con nữa. Cú phát nhiều. Con này bé. Ui dồi. Bên đây. Chê, 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 chê. Ui, bên ngoài này có con nữa. Một chai. Ra rồi á, nó ăn bùn ra. Ấy à, nắm lại này đá với bùn đi dọc chân thật. Ui giời, nó dẫy đây. Ui giời. Anh em ơi. Cột cái đây đấy. Phi to kìa. Phi ạ. Con tôm rồi đâu. Đấy, đây này. Cố định nha. Làm dẫy. Đấy, mọi người. Hớt, hớt. À đéo giờ giờ ngửa mùa ngửa nên chắc là mất. Ra 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 đi đặng đấy. À. Vào hướng luôn. Chết con bà mày đi. U ôi là luôn. Mày chết. Nào. Nào, dưới nào. Thấy kìa. Vừa làm kín cái lư. Ấy, rõ chưa? Kín lên. Mà mà nhấn lên. À. Đó. Ăn phi to. Đây tao ui có lỗ bùng nhùng ra ngoài. Nó lại trở lại đấy. Đây đây. Ôi. Bắt rồi rồi. Nó làm đấy bùn đấy. Nhường lên. Phi kìa, phi đổi lưng kìa. Trước mặt đấy. Sát bờ. Nhẹ mất. Đây nha mọi người nhá. Đây là cái thành quả của anh em mình tạm thời là gọi là thành quả thôi chứ chưa. Ui là chưa hết. Ui giời. Sướng chưa? Con này to này. Con này to này. Con này to nhất này. Con nào cũng thấy to. Con nào ngon. Đấy, mọi người ạ. Ở dưới đấy là cũng còn khá là nhiều nhưng mà anh em mình chưa bắt được mọi người nhá. Thì chắc là anh em mình phải dừng lại để mai bắt tiếp thôi chứ bây giờ là cũng rất là mệt rồi. Ui giời. Cái rô phi này mà lâu chua thì mà nó ngon thì thôi rồi mọi người. Rô phi cũng rất là to. Mà cá chê cũng rất là ác chiến. Phi này. Đấy. Ngon cơ. Trời. Đấy. Ngon. Thì anh em mình sẽ kết thúc video ở đây nhá mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sa Mạc ẩm thực vùng cao. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Cho về đây rửa sạch thôi. Cho về đây.